Giới thiệu anh em một cây chắc ngựa hàng khủng nha mấy anh em. Một người giá nặng nha, quay. Bèo đế cho anh em luôn. Đỡ quá trời đỡ luôn. Giờ anh em gọi lại đây, cái cũ của nó đây. Quay. Nó là bê thân liền cũ nha. Quay chậm chậm là anh em thấy cái cũ nó. Đây hai thân này mình mà sống là cái thân này nha, mà sống nha. Còn mũ đây. Mà sống đây. Đây là lúa, đây là cái lúa. Quay. Rồi giờ sẽ đo hoành tổng thể của cái bể nó nha. Rồi đứng yên đó. Đây anh em, hoành tổng thể của cái bể này là 78 nha. Giờ đo một cái thân ba cái thân bự này nha. Cây rất là lớn, cũng hoành thân lớn 50 nha mấy anh em, chiều cao đo luôn cái lũa nha. Lũa xuống là 90. Đỡ thì beo đỡ cho anh em luôn. Quét chào đỡ. Giới thiệu anh em một cây chắc ngựa kén thép đổ, phần rất đẹp nha. Chỗ này bị dập cái rễ rồi nha, cắt bỏ rồi. Quay. Đây lũa ở đây ở dưa này. Đỡ là đỡ đổ cho anh em luôn nha. Đấy, thân đổ đẹp cho anh em. Đây có miếng lũa đây. Lũa đây mà sống tới này nha. Rồi giờ mình sẽ đo qua ngay cái eo này nha. Rồi mình đứng lên đà gì. Đây ngay eo này là 50 nha mấy anh em. Đó ngay cái eo này. 50 chiều cao. Chiều cao 60 nha, lũa đây. Rồi đỡ đổ lại quay anh em thấy nè. Đổ tuyệt vời. Một cây chắc ngựa nha, một người giá nặng nha. Đây được bê cái rỡ nha, đế là bị kẹt. Đế nó lấy như đây. Quay tổng thể anh em xem là giá đi luôn. Cuộc sống tới ngộ nha mấy anh em. Đây có cái mạch lũa nè. Rồi. Đây đế bên này thiếu đế nè, đế bên này. Rồi nó đi tự nó quay luôn vòng tròn luôn. Còn thằng lắc nó này nha. Đang dùng chiếc xe cho anh em thấy lắc. Nha luôn một đều không? Yên đỡ đau hoàng cho anh em xem. Đi gì nữa? Nó yên. Đây hoành 55 nha. Chiều cao 1m1 nha mấy anh em. Anh em một cây chắc ngựa nha, một cốt to, một người giác nặng nha. Quay tổng thể hai mặt sống tới ngọn nha mấy anh em. Chiều cao 1m2 nha. Không tính rửa nha, bộ đế thì tương đối rồi nha. Đây quay đế nở nha. Đây đế nở đó, thân lắc lượng, thân có đường con lượng luôn nha. Rồi cái này keo mít mốt rồi nha, mốt tính từ cái đầu xuống tới cái đầu cổ rỡ thôi. Rồi đây ta hoành của cái bụng này là 75 nha. Hoành thân chỗ này là 52. Đã lại chiều cao lần nữa nè. Chính xác luôn nè. Chiều cao đây 1m10. Đây 1m1 nha. Tường heo cũng 1m1 nè. Giới thiệu anh em một cây chắc ngựa hàng khủng khiếp nha mấy anh em. Một cốt lên bê thân mạch sống hết, bê đây nha. Bên đây mạch sống đây tới này nha. Sống nè. Lũa nè. Mạch sống đây bên này, bên này đây tới này. Thân xoắn này. Lũa đẹp nha. Đó thì tương đối. Một cốt. Cốt thân lên 60. Chiều cao 1m2 nha. Mình đo hoành đây. Đo hoành cái thân thôi nha. Một cốt thẳng lên rồi. Hoành thân 52 nha.
Rồi rồi. Ở đây cái tàng ngang lên nhiêu nha. Đây đi bên kia. Tàng ngang để giờ niêm giữ tính vận chuyển. Tàng ngang 1m1 nha. Đó tụi ngang 1m, tàng ngang 1m. Phần này sáng này tới. Của ngộ tới đây sáng đó. Đó đẹp.